Hello anh em, chào mừng quay trở lại kênh của tôi nhé. Thì hôm nay tôi sẽ làm clip đó là dùng cây Dragon Tree đường này đi BB anh em nhé. Sợ cái này thì báo mạnh luôn, anh em dùng lên trời nó sẽ tự rơi xuống rồi. Nó xuống đất thì nó sẽ bay lên. Đấy. Ok, bài video nhá, gót thu mình này. Ok anh em, bài video thôi, let's go. Ok anh em, ok anh em. Thì tôi vừa gặp thằng này khá là máu liều ấy. Này, nó tôi đang chuẩn bị gì nó đi nó cắn thôi ấy, thế đi phải chết thôi nhỉ, chết rồi con mẹ, thêm thằng áo đây, mấy thằng rác nhân loại đấy. Má bọn này chơi team anh em ạ, mẹ ngu ngu. Ok anh em ơi, thì bây giờ này tôm mới có vẻ ổn hơn và lại có thằng nào mày béo lắm đấy, đừng để tao cho mày lên tầng ok. Thằng nào đây, một bê bê úp gì đấy, ấy ra bướm nhỉ. Sorry. Cũng làm hòn thôi. Biết điều đấy, đừng nhìn anh đánh không là gặp mau ở đây ngay anh em ạ. Rồi sao bạn ê, rồi sao bạn ê. Rồi bạn ông mấy khỏi dây vờ luôn rồi. Rồi tôi răm lung ra. Cái này gọi người à? Gọi người à? 8M gọi người à? Tôi đang lung ra gì nhỉ? À, tôi có follic anh em ạ. Anh em nhìn luôn chả có gì không sợ. Quá là đẹp luôn. Tôi đang mong đến ra Update Dragon sắp tới. Chắc là ngon lắm ấy. Sự bám như điên luôn. Hết người sang rồi thôi. Tìm mà khác vậy nhé. Ok anh em ơi, thì tôi vừa thấy một con mồi đây nhá. Mày chạy à? Này thì chạy. Nếu thì tôi vừa được. Cái chưa là x của nó thì cũng chưa là x khá mạnh. Nó vừa phá kênh vừa khống chế anh em ạ. Kinh cực, kinh đét luôn. Thằng nào để nghe tiếng mắc mà ở đâu ấy. Ở đây. Nhưng không phải BB sao ấy. À có à, lúc không ngây à, con quái gì sao lại anh kêu đó là không? Mà anh em nhìn này, nó chạy luôn này, kể cả trên trời luôn này. Chết mẹ nhông chưa đó. Má con lợn này chạy à, cay thế nhở. Được cái chưa bay, không chưa bay là chết luôn. Nhớ mẹ không phải lo. Cứ bay đi, ai làm gì mày nhé. Mới ngồi ao em ấy. Kìa anh em, tìm nhớ chạy. Kìa một ngày gái rồi. Ai à, voi à, sợ phết đấy. Không sao. Chạy đi anh em ơi. Sao thằng áo mày, mình nhớ là nó vậy kìa. Ừ.
giáo nó đi đâu ấy, làm gì tao, đúng không? Mày ơi, mày bay đi, 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 bay đi. Ba mạng quá là ngon đi nghe mày. Ba mạng quá ngon đi thằng ơi. Cái con BB ở, ba mạng quá ngon anh em ạ. Nói chung thì cái này là rất là mạnh, rất là ok. Thằng nào mà gặp thằng dùng cái này thì tốt là chạy đi, không lại thì có ăn cực.